Bầu Đức Cao Khi là chủ tịch câu lạc bộ Than Quảng Ninh, xem này thua mà cười toe toét đấy. Sau trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Nam Định, Bầu Đức đã đưa điện thoại ra trêu đùa về hình ảnh chủ tịch Phạm Thanh Hùng của Than Quảng Ninh. Gần những phút cuối kết thúc trận đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh tối 11 tháng 4, máy quay truyền hình đã bắt gặp khoảnh khắc chủ tịch Phạm Thanh Hùng của đội khách tươi cười dù để thua với tỷ số 0-4 trên sân hàng đẫy. Ngay lập tức, bức ảnh này đã được lan truyền trên mạng xã hội. Ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng đã lấy bức ảnh này ra để nói đùa với phóng viên sau trận Hoàng Anh Gia Lai thắng Nam Định 4-3. Ông vừa khoe màn hình điện thoại vừa bình luận: "Thua mà cười toét toét đây. Thua như đội hôm nay mới tức, mừng quá thua 4-0." Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Nam Định diễn ra vô cùng kịch tính và quyết liệt. Đội bóng chủ sân Pleiku có 3 bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khá sớm. Thế nhưng sự chủ quan đã khiến họ phải trả giá bằng 3 bàn thua trong hiệp 2. Rất may trong những phút cuối cùng, trọng tài đã cho Hoàng Anh Gia Lai hưởng một quả 11m do lỗi để bóng chạm tay. Công Phượng thực hiện chính xác ấn định tỷ số 4-3 cho Hoàng Anh Gia Lai, khép lại một buổi chiều đầy cảm xúc trên sân Pleiku.